Chào mừng các em đến với tiết học đạo đức ngày hôm nay. Hôm nay cô và các em cùng tiếp tục tìm hiểu bài đạo đức, lịch sự khi nhận và gọi điện thoại tiết 2. Trước khi bước vào tiết học thì các em cần chuẩn bị sách giáo khoa, bút chì, bút mực, sổ ghi chép. Các em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng bước vào tiết học nhé! Trước khi bước vào tiết học thì các em hãy nhắc lại cho cô biết khi nhận và gọi điện thoại chúng ta phải như thế nào? À, khi nhận và gọi điện thoại, chúng ta cần phải chào hỏi lễ phép, nói năng rõ ràng, ngắn gọn, nhấc và đặt máy nhẹ nhàng, không nói to, không nói trống không. Đó là bài học của chúng ta đã học ở tiết 1. Hôm nay cô và các em cùng tiếp tục tìm hiểu bài lịch sự khi nhận và gọi điện thoại tiết 2 nhé. Chúng ta tiếp tục ở hoạt động số 1. Đó là đóng vai. Em sẽ nói chuyện điện thoại như thế nào trong các tình huống sau? Tình huống 1, bạn nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe. Tình huống 2, một người gọi nhầm số máy nhà nam. Tình huống 3, bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác. Bây giờ các em hãy suy nghĩ, nếu mình là các bạn trong tình huống trên thì mình sẽ làm gì đây? Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu qua tình huống số 1. Bạn nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe. Các em hãy quan sát clip sau, hai bạn nhỏ đóng vai, một bạn là nam, một bạn là bà ngoại. Nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe. Các bạn vừa quan sát xong hai bạn nhỏ đóng vai, một bạn là nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe. Vậy các bạn hãy cho cô biết các bạn nhận xét như thế nào về cách gọi, nói chuyện điện thoại của nam với bà ngoại đây? À, khi nam nói chuyện điện thoại với bà ngoại, nam đã nói chuyện rất là lịch sự, lễ phép và nói rõ ràng, mạch lạc. Các em nhớ nhé, khi nói chuyện với người lớn tuổi thì chúng ta cần phải nói chuyện lịch sự, lễ phép và rõ ràng. Chúng ta cùng tiếp tục với tình huống số 2. Một người gọi nhầm số máy đến nhà nam. Các em tiếp tục quan sát đoạn clip, hai bạn nhỏ đóng tình huống số 2 nhé. Các em nhận xét như thế nào khi nam nói chuyện điện thoại với người gọi nhầm số máy đến nhà của mình đây? À, nam nói chuyện rất là lễ phép và lịch sự. Vậy khi nói chuyện điện thoại chúng ta cần phải nói như thế nào? À, chúng ta phải nói chuyện lịch sự và lễ phép khi nói chuyện điện thoại nè. Cô và các bạn đã vừa tìm hiểu xong tình huống số 2. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau bước sang tình huống số 3 nhé. Bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác. Bây giờ các bạn cùng quan sát hai bạn nhỏ cùng đóng tình huống số 3 nhé. Các bạn có nhận xét gì về cách nói chuyện điện thoại của bạn Tâm? À, bạn Tâm đã nói chuyện điện thoại lịch sự và lễ phép. Vậy tại sao bạn Tâm phải xin lỗi vậy? Bạn Tâm phải xin lỗi vì bạn đã gọi nhầm số máy đến nhà người khác. Vậy khi gọi điện thoại thì chúng ta bấm nhầm số máy đến nhà người khác, chúng ta phải nói chuyện lịch sự, lễ phép và cần phải xin lỗi vì chúng ta đã gọi nhầm điện thoại nhé. Các em nhớ nhé, trong bất kỳ tình huống nào, các em cũng phải cư xử một cách lịch sự, nói năng rõ ràng, rành mạch.
cô và các bạn cùng tiếp tục qua hoạt động tiếp theo. Hoạt động 2. Xử lý tình huống. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Tình huống 1. Có điện thoại gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà. Tình huống 2. Có điện thoại gọi cho bố nhưng bố đang bận. Tình huống 3. Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo. Các em hãy suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết trong các tình huống này nhé. Chúng ta cùng bước sang tình huống số 1. Có điện thoại gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà. Nếu trong tình huống này em sẽ xử lý như thế nào? Cô mời các em cùng suy nghĩ. Đầu tiên các em phải lễ phép với người gọi điện là: mẹ cháu không có nhà, bác cô chú có thể gọi lại cho mẹ cháu sau được không? Đó là cách giải quyết của cô. Vậy các em hãy cùng tìm ra cách giải quyết của mình đi nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước sang tình huống số 2. Có điện thoại gọi cho bố, nhưng bố đang bận. Cô mời các em cùng suy nghĩ. Với tình huống này thì cô cũng có một vài gợi ý như cho các bạn như sau. Cháu chào bác ạ, bố cháu đang bận, bác chờ bố cháu một chút ạ. Các em hãy tiếp tục ghi ra những cách xử lý của mình với tình huống 2 này nhé. Chúng ta cùng bước sang tình huống số 3. Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo. Trong tình huống này các em sẽ xử lý như thế nào? Cô mời các em cùng suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết nào. Trong tình huống này chúng ta có thể nhận điện thoại và nói rõ ràng và tự giới thiệu về bản thân của mình, như là mình là ai, có mối quan hệ gì với bạn vừa ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ hẹn người gọi điện thoại đó sẽ gọi lại cho gia đình bạn mình nè. Vậy nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta đó chính là: cần phải lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. Điều đó thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng người khác. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần phải biết những việc cần thiết khi nói chuyện qua điện thoại. Thứ nhất, chúng ta phải nói năng lễ phép, có thư gửi, nói năng rõ ràng, mạch lạc, nói ngắn gọn, nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng. Các em nhớ nhé. Vậy là tiết học ngày hôm nay của cô trò chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta cần phải ghi nhớ và áp dụng những cái kiến thức mà các em đã học ngày hôm nay để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày nhé. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào lần sau. Cô chúc các em vui khỏe, học tập tốt nhé.